cái nón đâu ta. Giờ mình với tụi bé bánh mua lẩu bò mọi người, cũng lâu không có ăn lẩu bò với tối rồi. Ây da. Qua nó bán cái lẩu 10.000 hai cái. Thôi mà má trả tiền. Nói chung hai cái đi. Là tiền nè. Chạy đi. Máy được không? Máy được không? Đừng đụng nha. Trả số mới. Vậy gùng với tụi bé. Hết chỗ máu. Thấy gùng rồi. Không có. Sưng đâu? Rồi mình mua bữa nay muốn dép cái gì? Biết rồi. Đâu. Hai xin chào mọi người nha. Đâu dép là mua dép đẹp ghê luôn. Hello xin chào mọi người. Xin chào ông bà. Chào cô chú anh chị và một cách mà với tất cả mọi người đã trở lại với kênh của mình. Thì tại sao hôm nay lại có một cái ấm thực đêm ở bên kênh chính như thế này? Tại vì xíu nữa là có một nhân vật đặc biệt xuất hiện. Nên là các bạn sẽ bất ngờ và vui thôi. Bởi vậy mình có dưới tụi béo nãy các bạn thấy tụi mình đi mua lẩu bò mà gặp anh nhỏ hai nhỏ gái cái đi anh đi hết nổi luôn. Anh nổi luôn à? Anh sụi luôn. Sụi sụi tưởng nó sụi ta luôn. Mua hai cái. Sụi đâu có thành thiên bịch nhật kìa. Sụi sụi gì cây vậy? Tụi béo bự gì? Nhiều gì? Nằm ngồi trời nè. 200. 200 á hước. Biết. Cờ hước. Đặt tên mấy thằng đi sụi bây giờ mình tên không? Này 50 mà. Anh thằng ơi, mình giải tuột đi. Này 50, này 30 nè, 30 nhiều hơn 50. Bữa nay mình sẽ ăn lẩu bò nha các bạn. Lâu rồi mình không có lẩu bò. Thôi đi, đem ngoài đi. Không, cái này không vừa, này cái này vừa không? Vừa. Cái ghê quá à. Không vừa đâu, lấy nồi đó kìa. Bây giờ tôi nói nồi nào chung nó. Đó không? Nào, tao thôi để nồi đó. Nồi chưa? Có rồi. Tối sau ăn đây nè. Ừ, quên mà hồi đó giờ chán nước, chán nước, chán nước rồi, chán nước rồi. Cái nồi này là mình ăn tôi béo ăn. Dạ. Đúng không? Phải lắm. Quét dọn giờ đây này, ngồi cho nó thoáng mát đi. Cho mày nóng lắm. Đổ cố chú quay vô cái quần quay với trời. Còn thêm cầm dây lát nữa đây. Đổ cái lẩu vô đi. Khoan cho nó sôi đi. Anh thằng ơi chứ sao không sôi, kêu mình lại sôi đi. Đó sôi nước kìa anh. Đổ này vô chứ được không? Không. Đúng rồi, quên tay. Quên tay chứng chứ. Ông quên nữa đi mua mì tụi béo. Lãnh lương ra mau được anh em có mì tụi béo. Đúng rồi, những gì tụi Yên Linh cái mua mì người mình. Mà lấy hùng vô mới được. Trời, nói vậy chứ đi. Ok. Ai nói vậy mình đi lẳng mua gói nó chắc có luôn á. Mua gói mình ăn nói chắc ké luôn. Anh đâu có là. Quá đã, quá đã. Được wow. Thơm quá. Nghe tắm biển nè. Ớt ta. Nhân bò đi tắm biển. Tụi béo, tụi béo nhanh, tụi béo không? Ủa tụi béo không? Đây mà. Để lên. Làm mấy chân của tao là vậy? Ừ là trời. Ủa chứ giờ đủ mặt nè, có khách màu nè. Anh gì? Này. Khách màu vậy? Khách tê hả? Quá. Rồi vô này cũng đâu. Trời ổng dễ á trời. Xỉu chưa kìa, tôi xỉu á. Vậy ai vậy? Ai vậy? Mấy ai nữa nè. Uống là trời thân mập lên. Có bất phái kỳ á. Quy, 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 quy. Nghe nghe tao nói gì không? Nói nhầm lắm. Ai? Cái gì? Bộ mày bị ngạt mũi hả? Ai nè này. Thôi lột tát. Quy đi. Quy 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 cái này là đen dữ lắm rồi đó các bạn. Đen trong phi như vậy nè. Ừ đen trong phi của dành bự lắm á, của dành nè. Của dành mới lớn nè. Khỏe không? Khỏe. Người tắt cả. Cái này thấy mập dữ trời. Mà không nổi à. Bộ không có gỡ nãy heo ra hả, đem theo chi vậy? Cho mặt giáp màn hình đi. Mập lớn rồi. Tao đỡ á. Mập lớn rồi. Anh ơi bữa nay có muối chưa? Muối. Muối hả? Muối bự. Có muối mít á. Có tình hình, hả? Tình hình dịch bệnh sao rồi? Được theo đi thăm chưa? Chưa đó, giờ cấm chạy luôn rồi. Giờ về còn biết ngày về nữa nè, sao không biết đường chỗ thăm. Trời ơi, con cải tạo sao mà rãi không có ngày về luôn con. Ê, cấm chạy. Cấm chạy vô sinh như chổng luôn không? Ê, là giáp tốt mình đốt lửa chạy không? Đốt lửa chạy gì không? Ăn mừng tiệc rồi nọ. Đốt chạy ha? Không, đốt chạy là nó thầy luôn á. Chạy ông Vũ mà nó còn đốt qua banh chành hết mà rồi chặt cục cái đốt luôn. Cục bậy vậy mày. Vũ là làng lại đó. Ra người tình trong mộng nhớ mày kìa. Ừ.
Là ai? Vũ á. Vũ. Trời ơi trời. Anh Vũ. Cái này hơi đen nha. Đen trong phi. Anh Vũ nói nhớ mày, nhớ cứu giờ anh này quá. Sao lại giùm cái. Cái giữ sức khỏe nghe em. Nhớ cái đạo tốt nghe em. Cái đạo tốt vậy với anh em. Ừ. Anh em nhà đỡ. Ê, cái lúc Quy có nhà thì chén của đại ca đầy đủ phải không? Mày đi giờ là tôi béo luôn, quất nhiều cái tao chắc không anh phải không? Ai đại ca tao gấp, đại ca gấp lượt lượt ngược đại ca. Ông nội này nắm đầu quậy, không mập hả? Ai? Vậy. Ai? Mập á, mập á. Ê, 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 súng không trời. Bóp nóng đi anh. Súng gì? Chứ đi đâu lại vậy? Cũng dành. Để tâm xe gan. Ủa dạ? Vậy làm cho nghiêm trọng. Làm hết hồn đi. Lộn ông Tám ông tính đứng diện chạy luôn mà. Đang nói chuyện rồi đó là đâu vậy? Đi đâu đây có dài cho em. Giữ sức khỏe nha. Dương Tám. Chuyện là đang nói chuyện mày gõ ở đâu là phát hồn vậy? Lấy súng luôn. Lấy tâm xí gan. Vậy hả? Không nhớ quê ông Tám. Nhớ lắm á. Là chạy lấy tâm xí gan móc cái mũi, mũi nó bự lắm á. Ờ, quậy à. Không có mày là bụng lắm á Quy ơi. Cái lỗ mũi tao giờ nó bụng cho mày á, tao gọi là. Mày nói chuyện với tao. Mũi là mũi trâu á. Mũi là mũi em. Tao muốn em. Chuyện gì trời. Hai ngọc. Hai ngọc mới gần nhau. Ngọc nghiêng thích nói chuyện. Ông Tám coi xuống cái cũng dành đó cây. Banh hoài. Tám ơi, dạ. Lục lại mấy video cũ của anh coi lắm á là biết nhớ cỡ nào rồi đó. Thì tao biết Tám lục lại coi chứ mày không bao giờ mày coi đâu. Có nè, em coi hoài. Mày coi lấy con nghĩa mà. Thằng qua bông miểu không mày có khi nào mày điện tao. Không? Mày nói ai mày nói vậy không không lẽ tao lôi cái lữ mày ra cho đứng thục vô nghe. Tôi hỏng hai tao điện mày chơi. Ờ nói chuyện. Trời ơi, tao điện hai mày điện. À mày điện đi. Rồi tao thăm cho anh hai nha. Thôi. Cho em đi thăm. Bỏ sớm sớm đi về sớm sớm sao Tết về gì nữa mình đi mà chúc thọ cho ông Tám tiếp ha. Quá là mày mừng lắm. Mày mừng nào mấy chạy dắt giò. Ráng cái gạo tốt đi trong đó cán bộ nó cho mình đi thăm. Cho mày được thăm ông nội. Ăn gì cho em? Ăn rồi, ăn năm mình rưỡi rồi. Dạ, gấp đạn, gấp lại cho. À, ăn cái gì anh cơ? Cắt mày ha, ông ba tao gấp cho mày cái cục thịt kìa. Cái gì? Cái gì? Thịt bò, thịt bò. Biết này gì không? Ừ. Rồi đây ca để đi đọc họ tên cho dai gỡ qua. Coi chán ngửi nè à, con về ăn miếng với chú à. Chú béo củ cải á. Chú dền. Chết. Có người lớn đây mày. Thôi đâu kêu mày đào đâu thôi đi bỏ lan xuống đi. Chú dền đây có sẵn không có phải đào được con. Gỡ cho khó bị luôn. Ăn sắp. Ở đây có anh Tám ơi. Mời gái đi, cô chú nhà đợ. Mày này ngon lắm con, mày hảo hảo ngon lắm. Ê. Mày ở quê mày nè. Mày đang nói chuyện với khán giả với mấy cục vàng mày luôn á. Chào ơi, chào ơi. Trời khí độc mặt mà. Mày cắm miệng mày lại của mình. Chào, có gì đâu trời. Cái mặt mày thấy ghét quá. Ở mày cải tạo không tốt, tao không cho vô thăm. Sao mà cái miệng mày mua sữa vậy? Cảnh ơi. Hả? Anh đi vô đây chơi dắt nít chơi gì ạ? Đâu có đâu, đuổi nó ra là tải vô nó nít mà. Tại năng nỉ quá mày ơi. Chắc chi. Kêu giờ cũng mấy giờ mà đấu về đâu. Mày biết sao không? Tao nghe nói cỡ này tao đi mày nhà mày lên dữ lắm mình. Thôi thôi, Huy mày biết sao không Huy? Dạ. Hồi lúc mà nó sắm cái khẩu trang đó giờ thấy là nó kỳ luôn á. Khẩu trang gì? Cái khẩu trang á. Khẩu trang mày nè. Mày lọt khe đó. Khẩu trang nó đỏ đó. Khẩu trang cho Vinh Linh. Tập nào ông Tám cũng bỏ sót chân đâu. Bọn tao phái nhưng mà nó đập cái tỏ. Sao nó chuyện dạng kìa. Mày cố gắng đi, tới Tết về chút nữa con. Đừng nói nữa lát để cho tụi tao ăn cái này là yên gỗ luôn. Cái chuyện mấy con vàng đi. Năm rồi chúc con cái thao một phải không? Năm rồi. Hello mọi người. Quy. Chào mọi người quá. Thì tình hình dịch bệnh hiện tại và không cho người ngoài vào thăm, cũng không cho anh em trong đơn vị ra ngoài. Cho nên là không biết được cái ngày nào để sắp xếp tình yêu vào thăm. Còn cái thời gian mình về phép á thì chưa có biết mọi người ơi, tại giờ dịch này á thì cái ngày mà mình về phép chính thức á cũng không biết nữa, cho nên là mình cũng không biết ngày nào mình hứa sẽ trở lại với mọi người trên hành thời gian sớm nhất có thể. Nhưng mà mọi người nhớ đóng nửa xe và ủng hộ cho mọi người. Rồi. Ê. Ok, nó có gì muốn nói với khán giả đó đi Quy. Nó sợ nhớ mày lắm á. Quy nói có một câu một như tôi cải tạo tốt với giờ với mọi người thôi. Kè, kè. Đó là tiếng đó kìa. Tự nhiên thái độ. Thái độ kì vậy? Mày đụng ai? Mày đụng ba gai à? Mày đụng ba gai. Hả? Ba gai tao ba gốc nè. Ba nhau. Quy, ba nhau sao Quy? Bà Nhô chào anh em nha, bữa nay bà Nhô đi qua bên Bình Dương Sương Sương với anh em nha. Ngày
anh tôi bao ba gai anh bao bao anh em bút bể là nhà người dân các họ vẫn là anh em. Bước qua mọi ngọt bùi đắng cay gian khó chẳng ngại chi, lúc vui buồn hoạn nạn có nhau cùng cố gắng sẻ chia, mình gọi nhau là anh em một nhà, dù sống trên dư mãi câu ước thề vẫn một lòng nhìn về phía nhau cho đến hết kiếp này. Đây là mày nói cái mặt tao. Cái mặt mày như cái bệ ngồi trong cái bàn. Cái bàn tay của mình nha, bàn tay mình nha. Cái bàn là nó nhiều bàn lắm nha. Mày nè, mày có xuống không? Mày có xuống không? Mày có xuống không? Tao có lựu đạn rồi được không? Vui lắm luôn á, lựu đạn. Mấy cô ơi trời. Nè, cổ này giật cái địch ột ột luôn. Bà không bà mới giật trong gấp rồi đó. Ông giật cái mặt lên đứt lo luôn. Xét lo luôn. Nghe mà cho ông tám mày chưa để ngồi chỉ gần nghe. Chưa. Chưa. Ông nó ông xỉa trước ông ăn sau. Đợi mày á. Đợi nói chuyện mày á. Ai quy mày lấy cái điện thoại quy mày sạc điện thoại đi xong mày chui vô mình giật cái mẹ luôn. Dạ nhanh thêm chút nữa nữa. Chắc là nhanh luôn. Trời ơi là trời. Trời ơi vô 1 hay 1 mới xuống vậy. Bữa nào mày về mày tiếp tay đâu cái quy. Ai ai thử thử lấy súng cho tao coi thử quy. Ông nội ơi, súng mày có súng lấy. Ai, súng kia kìa ông nội, súng kia á. Anh kêu quy về tiếp tay dẫn kìa. Ai cái súng nào mà bắn ra nước á đem ra coi coi. Ai. Lại. Vậy. Thôi cần đợi về tối nay chúng ta game đi. Rồi ok, rồi rồi đó, nhà tối nay mệt rồi tối nay lo mệt tính. Có lo đi. Cố rồi xong rồi. Ai anh có mình Nam nè, anh có mình Nam bây giờ anh có mình Nam nè. Nam nên nhìn đang cắt chắc là căng tem đợi đi. Nên đâu chạy bữa nữa. Ai, dạ, ok. Cái đợi như vậy, cơm cái bọc trả thù hết à. Bye. Nhớ chậm. Chắc ba. Mày về em. Chết rồi. Béo chứ một mình cho tao hay là anh chậm dữ lắm. Mày chết rồi. Chậm đi chân. 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 Tao nói ai hâm mày còn sống chứ người hâm là mày chết rồi. Chết đi. Không có tao đâu Quy. Chạy là chạy sao Quy. Vậy đâu không sao kìa. Nhớ chết trừ không ra kìa. Còn ngược lại. Còn ngược lại mày thổi tao không chết nhưng mà mấy này thổi là mày chết. Thôi kỳ lắm mà. Cái đó cái này tám cách chỗ bàn đi chứ lắm. Không, ổng không có ba môn kết hợp như tao đâu. Chừng nào ba môn kết hợp được như tao ổng mới hay. Ai sắp cho bà vé luôn hả vậy? Nói rồi đưa nguyên củ dền cho bà. Trời đầu tôi béo kìa. Rồi nói luôn mà chà. Coi coi nói luôn hay gì. Không. Vậy lẹ Quy ơi đợi tám ổng quậy dưới rồi kìa. Tôi bụng rồi kìa. Đó rồi ông đậu với lẹ hoài. Dột cái trang rồi đó. Kìa cắm vô kìa. Thôi, cái đó là về cấp kỳ đó phải không? Thì bàn sớm luôn. Cấp cứu chứ mới cấp kỳ sao? Nãy dắt nhỏ đi chơi đi. Nhỏ nào? Nó là Minh nè. Minh nè. Tao đen kìa. Minh cốc, Minh cốc hả? Tao mét ba chồng tao nha. Mét bị đực á. Sợ chưa? Bữa là gì đang con Lan hay không? Minh Minh. Minh Thông. Minh. Mày đụng nó rồi, đụng không rồi, đụng không. Cãi hết lợi rồi. Thôi gắng cãi lợi giờ chứ anh em đợi. Hết phè luôn. Con ơi, 2 năm có làm bao chú thêm chờ mày. Có người lớn cái mày, có người lớn cái mày. Nữa hả? Chú quật mấy ba làm gì vậy? Ừ, làm gì hả? Không Quy. Mày đừng có gia hồ nha. Ai Quy vô chổng mày gắn một nghề đang chiếu đang lọt gì nọ đó. Vậy đây mày đang bắt. Trời ơi. Vậy đây mày gặp đang nằm. Ê, cô nằm đi làm rồi đó mày. Cô nằm đi làm rồi, làm anh Dương bữa ông Tám điện gì tao hay nè. Trời ơi. Ê, giống cái tối gì? Ờ đi ngang cái tó luôn. Trời mày, ơi. Mày lên em về đào của dành của tôi béo kìa. Còn mày lớn à. Cái này cái này nhẹ với tôi béo đi xổn dữ lắm rồi. Không có đâu. Không có, cái này nó ở nhà rồi. Xổn tăng ca luôn á. Cái này nhẹ nó ở nhà rồi. Nhớ mày đem cái sản nó về trồng hồ mày ơi. Sản này hả? Ừ. Sản này đem về là câu sớm luôn á. Ủa không được hả? Ai về nó có tặng gì không? Tặng len xổn gì không? Tao xếp lại. Chắc có tặng lịch mà phải không? Có tặng nửa ký đường cát đem về mà đổ bà nội nghĩa. Mày mà lấy cái len nó về cho mày về hưu sớm luôn. Đó luôn đó. Ai? Có tặng quà đi. Ai về có tặng hai bịch bánh tay với ba bốn bó gì đó phải không? Về.
hai bịch bánh tay với ba bóng bó gì đó. Về nhớ quay lại nhìn cái mới về nha. Nữa rồi, trời ơi, lại trời ơi. Để lên đập ca rồi xa cách lâu rồi thì mình đây thăm mình nhớ. Thôi. Con cá cái mày, áo tốt đi con. Mày ca mày nghe cái bài hát của ông Cảnh chưa? Cái bài gì ông ca chị hồi. Đồng số 8 siết tay anh vô. Giam giữ đời anh trong ngục tù. Ê ê ê ê ê cãi. Giỡn nghe giỡn. Quy à, có người lớn đi con à. Cái tiền nè. Quy à, nhà ăn cơm rồi con. Cái tiền nè, mua khoai uống đi. Mua phê, mua phê. Nó giấu rồi, để dưới rồi đó. Thôi đi. Thôi đi. Có tao ngồi đây nha Quy à. Tán khỏi ăn luôn. Cái gì mới mới được giờ đứng dậy tóc giò tính chạy vậy bác. Hả? Bây giờ nó chuyện tóc giò tính chạy vậy. Ừ. Ông chạy Minh Vĩnh là ông vậy à. Ông đó ông dùng họ mấy cái thứ đó. Không có mấy đứa sau lưng là tao giọt rồi đó. Đại ca nó cái này ông chạy chả hiếp chứ má đại ca. Quá tụi bé nó quá hiếp rồi. Em nữa. Trời ơi. Em bị ông hiếp nữa. Chạy mày đi chứ. Dạ. Thôi thôi quay bà này báo bà gì. Bà ăn thôi. Bà gì. Mà lại cũng gục á. Bà lại ấm không. Du Duyên. Cái này đâu ai dám đụng bả nghĩa xuẩn liền. Dạ. Em bị nhớ thì quay quá em ăn uống không có được gì hết trơn. Em ăn tối ngủ không có được. Nghe nó đứt ruột không? Đại ca ngủ không được mà có mặt bữa nay đó chị nè. Nó đứt ruột thừa á. Nó dư nặng nè thấy không? Bữa nay nè, này cắt bớt bữa nay đó. Trời nhìn sân sau gì mà nặng. Này bự lắm rồi đó, này bự lắm. Nhìn em đúng sân mày sau luôn á. Có ăn uống có ngủ ngơi gì được đâu. Trời ơi trời ngủ 9-10 giờ không thức kêu không dậy luôn không được. Cái này bắt kem sao Sưng? À. Sưng chó trắng tư mày. Nghe nói cái này bắt kem bán hết sức chân chó bị sao mau luôn rồi. Mày muốn biết sức kem trắng không những 8 biết liền. Bán không dưỡng giá còn bán không liền trắng được. Dưỡng da trong tấm á. Dưỡng cổng càng nào cũng đen đỏ chuyện đó. Chứ đi mằng hồ mà xích vô có bệt chứ. Thôi gái nghỉ ngơi đi nghe em. Nghe cái tạo tối đi. Về. Cho mọi người ăn uống đi. Dạ. Yeah. Ừ, cũng đi rồi cũng gắng làm tròn nhiệm vụ nha. Cái khỏe. Gắng gắng đi rồi nha. Ba ngày đi về, ba ngày mở cái mã về cưng. Kèm kèm tôi béo rồi ca để ăn quá bữa nay đi hết nổi rồi đó. Kèm không lại đó rồi, nó dữ lắm rồi. Ba ngày mở cái mã về. Thôi. Nói còn nghe nè, thôi còn giúp gì cho con lẩu. Giờ ngồi. Giờ ngồi đây chú đút con ăn nha. Đó. Đợi ba ngày mở cái mã hết giờ luôn. Nè nè hả hậu ơi chú đút thịt bò ơi bậy rồi nhảy sao chả hả thôi đất ơi thôi mày đi được rồi mày hù hoài à. Chơi nói chuyện mày hù hoài à. Tôi sợ nha mọi người đi tạm biệt mọi người đây bye bye mọi người đi bye bye mọi người bye bye mọi người nè bye bye này. Rồi mọi người ăn đi, trễ rồi. Để em tắt, để đàn em qua rồi. Tắt giờ sôi dữ lắm rồi, thầy Cao đang sao em tắt thịt chứ đi. Anh bỏ mày không? Bỏ mày vô em. Mình tắt. Nó còn có chờ đó. Bò rồi phải không? Vô lên em ơi. Để ra. Qua mới học 8 mà đang chung với mấy đứa con. Mày cái sạch. Quả cài. Ôi Minh, cái hồng ngớp anh. Không rộng cái ngớp anh. Nghe yeah. À. Bò nó dai lắm. Bò nó dai. Ừ. Găng nó còn dai dữ lắm. Quá trời đậu luôn rồi. Phải ai? Ờ hết để vô thêm. Nó lo gì, nó lo gấp mình đó. Chắc không gả cho mày quá nghĩa ơi. Cười. Cười găng khỉ. Khỉ nhỏ. Chúng ta. Chờ tới mình đã sạc mấy nhiều. Chúng ta có thằng giùm lắm phải không ta? Chúng ta có thằng giùm lắm đúng không? Xương á. Anh em ăn đây đưa chén lên đi giật lên cái này. Cái gì? Mì. Mì mềm đại ca. Bên này nè. Ừ. Hai bên giống nhau. Sao mày nói thiệt nói mày đừng bắt thứ mát luôn nha. Đó. Chết tắm luôn á. Trời cay nữa. Ủa mình. Thấy không? Nhớ rồi. Nghe nói nó cay rồi. Nhớ rồi mày. Rồi à. Cay cái xương mày. Thấy là gấp không? Mọi người, quá bây giờ mình sẽ kết thúc ra đây nè. Thì bữa nay nhân vật chính mình xuất hiện rồi. Thì sáng Quyên mình nó thì đang được rảnh, có thời gian nói chuyện với anh em. Thì ok,
kêu nó tối đi để điện thì anh em tụ lại cho chuyện với Quy. Thì nói chuyện cũng xong rồi, thôi giờ mình sẽ cúp video đây. Các bạn thấy hay thì nhấn like, comment, like. Bye bye.